lần đầu là do nâng tầng. Và sau đó nó có lần hai là do không sai gu. Nếu anh nhắn cho em lần ba là anh đang bấn vương. Còn nếu mà có nhắn lần bốn sẽ để lại like you. Ba câu đầu đủ làm em đậu như là haiku. Phải lặp lại câu cuối hai lần em ơi I like you. Người như em thì chỉ có một âm lưu rồi mà cool. Quay trở về số không còn tim ngừng đập bên Mabu. Em làm tim để mất một nhịp là anh đâm đơn kiện. Nói với em từng lời hàm ý lý do anh thâm miệng. Đoạn này anh đang flow nhanh cho nó mau đó. Bởi vì em chính là nàng xuân anh ở cơm điện. Nếu còn lo là anh đào hoa thì em mới có bao giờ. Hay ở bên cạnh anh baby one more hour. Kim điện đợi đợi tiền vip vip. Gửi bài hát anh viết viết. Để nói cho tình yêu anh ta sẽ đỡ ra cùng gì. Một hát bắt lời nốt của anh. Có lời nào là lời thật không? Em liệu có thể tin nay đó chỉ ba lời đơn mật. Oh, mới gặp vài ba hôm trước. Mình cần nhiều thời gian hơn. Để em biết anh biết anh muốn đến với em. Bằng cả tấm lòng. Take it slow vì em là con gái. Nên phải suy nghĩ hơi lời. Please đừng vội vàng chỉ nói lời ngoài tai. Em sợ ông bước sẽ về lấy anh. Lấy anh, lấy anh. Này, lời ngọt ngào chỉ em nghe thôi đây. Anh đừng đi nói lung tung cả ngày. Anh không đi đâu, anh không đi đâu. Anh đừng đi nói lung tung cả ngày. Anh không đi đâu. Nếu muốn cờ bỏ thì cho anh xem tay. Em sẽ ngã vào lòng của anh ngay đêm nay. Nếu anh là thần suy em là một đêm say. Vì anh như là cơn đấu vân của em thì trên mây. Mang hình ảnh anh đang tìm kiếm em như là Google. Kiệt tác không phải là Doodle. Ứng cử bên Juliet thì anh đăng ký của anh Romeo. Với nụ cười đó thì phải lưu giữ trong vi báo tàng. Cư xử như vị hào hán và lịch sử thuộc chiến lão làng. Và bước đến bên em anh không phải đi sai đâu. Bảo vệ em có đêm buồn chán anh thuộc rồi G.I. Joe. Anh có một ý là uống hết ly rồi ta lên ban công. Hai đôi môi cũng chặt cho đình ký mai sau. Dù không phải là Peter Pan em làm anh yêu hết lần. Cứ yên tâm là sẽ vừa lòng vì tim mình đây có sai. Em chỉ là lý do khiến anh đây rap love. Lý do duy nhất làm em sẽ yêu anh tên là Hiếu thứ một hai. Một hát bắt lời nói của anh. Có lời nào là lời thật không? Em liệu có thể tin ai đó chỉ toàn lời đơn mà. Oh, mới gặp vài ba hôm trước. Mình cần nhiều thời gian hơn. Khỏi lòng ngực và đi theo em thôi. Anh không đi đâu.